ta hãy ngồi, khép hai gối của chúng ta lại, giữ cho xương sống của chúng ta được thẳng, hai tay đặt ở trên đùi của chúng ta. Chúng ta hãy chú ý một chút, lúc này chúng ta nên sơ thiền và giữ cho xương sống của chúng ta được thẳng. Hãy suy nghĩ một chút về xương sống của chúng ta. Xương sống của chúng ta đứng thẳng, nó là một điểm khác biệt so với tất cả các sinh vật khác. Tất cả những sinh vật khác thì xương sống đều nằm ngang, cho nên cuộc đời của những con vật nó chỉ có thể đi tiến hoặc là đi lùi. Xương sống của con người của chúng ta đứng thẳng, một đầu hướng xuống lỗ hậu môn, đó là lưng xa số 1. Một đầu hướng lên trên đỉnh đầu của chúng ta, đó là lưng xa số 7. Khi năng lượng hướng đi lên theo tủy sống thì con người đạt đến sự tiến hóa rất cao về mặt tâm thức và trí tuệ. Nếu như năng lượng đi xuống thì con người sẽ dần dần hướng đến mất kiểm soát về cảm xúc và trí tuệ, thậm chí là xảy ra các hiện tượng dâm dục, xa hoa trụy lạc, cộng độ. Khi chúng ta ngồi thiền như vậy để cho dòng năng lượng trong cơ thể của chúng ta được hướng lên trên bộ não của chúng ta. Bước tiếp theo, hãy chắp đôi tay của chúng ta lại trước lưng xa tim, hay còn gọi là lưng xa số 4. Lưng xa này ảnh hưởng đến nhịp tim của chúng ta. Tay của chúng ta nối lại như vậy thì đã tạo thành một mạch điện kín. Bước tiếp theo, hãy từ từ cúi xuống, vươn xa đôi tay của chúng ta đi lên, tay vẫn chắp lại để một lúc, đặt trán tì xuống thẳng. Tại sao tay của chúng ta chắp lại như vậy? Chúng ta đang tạo thành một mạch điện kín của đôi tay của chúng ta, từ đó ảnh hưởng đến huyệt phế du. Huyệt này sẽ điều khiển hơi thở của chúng ta, liên quan đến phổi của chúng ta. Sau đó từ từ úp lòng bàn tay của chúng ta xuống. Chúng ta chú ý có hai hơi thở, đây là hơi thở tĩnh. Lúc này hãy hít vào thật đều sâu xuống đáy bụng và thở ra cũng hết sức chậm đều. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ giảm bớt sự căng thẳng của chân của chúng ta để các dòng năng lượng được chuyển xuống đôi chân. Chúng ta hãy từ từ vươn lên trong tư thế giãn cổ man. Bây giờ chúng ta hãy vươn lên trong tư thế giãn cổ man. Cho hai ngón cái chân của chúng ta chạm lại với nhau một chút để tạo thành một mạch điện kín. Chúng ta giữ lại như vậy để kích thích vào huyệt thận du. Với tư thế này không những rất tốt cho việc là chúng ta làm săn chắc vùng cơ bụng, mà chúng ta còn kích thích vào hai huyệt thận du, cực kỳ tốt cho hai quả thận của chúng ta. Khi chúng ta ngửa cổ ra như vậy, chúng ta cũng kích thích vào huyệt ái môn ở phía sau gáy, huyệt phế du ở phía sau phổi và luân xa số 5 ở yết hầu của chúng ta. Và bây giờ bấm chân xuống thẳng, chúng ta từ từ đu căng lên thở ra. Hãy ép sau thở ra. Tư thế này có thể gọi là cầu vồng, cũng có thể gọi là tư thế quả núi, cũng có thể gọi là tư thế chữ V ngược, tùy theo từng trường phái. Lúc này chúng ta tạo nên một năng lượng cân bằng xuống đôi chân của chúng ta và đôi tay của chúng ta. Một sự cân bằng này phải được tạo ra một loạt những chuyển động đều đặn giữa đôi chân và bắt đầu từ thắt lưng xuống đến tận các ngón tay của chúng ta. Trong lúc chúng ta giữ lại như vậy, chúng ta để hơi thở tĩnh của chúng ta, đó là chúng ta hít sâu vào thật đều, thở ra chậm, thật đều hơi thở ra. Hơi thở chuyển động theo động tác nào? Bây giờ hãy từ từ hạ xuống giãn hổ mang, giữ căng lên giãn hổ mang. Lúc này chúng ta hít vào một hơi thở và nín chặt lại, duỗi mũi chân của chúng ta ra. Hãy có một cảm giác nín và đặt căng sâu ở bên dưới lưng rốn của chúng ta và lồng ngực căng tràn đầy ra. Hai trỏ khép lại vào mặt sườn của chúng ta. Thở ra từ từ thu về trào ra yoga. Khi chúng ta thu về, hãy chậm chậm thu về và ép sau xuống,
ép sâu xuống, đặt trán tì xuống thẳng. Tay của chúng ta lúc này có thể đan lại hoặc là khép lại. Hãy tạo nên một cảm giác hết sức tự nhiên. Hơi thở lúc này hãy thở ra, thở vào, khi hít thở vào thì hãy hít thật sâu. Khi thở ra thì hãy thở chậm ra. Cứ lặp đi lặp lại hơi thở như vậy trong lúc tĩnh lặng như vậy. Kết thúc hơi thở, chúng ta từ từ vươn lên, chắp hai tay lại trước ngực. Giữ cho xương sống thẳng. Tạo nên một cảm giác bình an trên khuôn mặt và thân thể của mình. Sau đó thả lỏng tay xuống và xoay chân của chúng ta ngồi trong tư thế hoa sen. Chú ý, tùy theo khả năng của từng người, chúng ta có thể khóa chân lại trong tư thế kiết gà hoặc bán gà. Khi chúng ta ngồi khoanh chân lại như vậy, chúng ta đã tạo thành một mạch điện kín của chân của chúng ta. Tay phải đặt bên dưới, tay trái chồng lên bên trên, tạo nên một mạch điện kín nữa, và trong cơ thể của chúng ta có yên âm và yên dương. Và khi chúng ta ngồi như vậy, máu cũng tập trung nhiều vào ổ bụng của chúng ta. Quá trình chúng ta ngồi thiền như vậy, khóa chặt chân của chúng ta lại và đóng chặt tay của chúng ta lại, thì năng lượng sẽ bắt đầu được đẩy lên dần theo tủy sống, hướng dần lên phổi, tim và hướng lên trên bộ óc của chúng ta. Chú ý như sau. Tư thế ngồi thiền của chúng ta là tư thế chính tâm, có nghĩa là mũi của chúng ta phải để chính tâm với hai ngón cái của chúng ta. Hai ngón cái và mũi của chúng ta phải để chính tâm với núm rốn của chúng ta, với núm rốn của chúng ta. Phương pháp ngồi thiền này là phương pháp ngồi thiền của nhà Phật. Nó có tác dụng kết nối năng lượng khắp toàn thân của chúng ta. Tay không tách đặt lên trên đầu gối, mà phương pháp này là phương pháp ngồi thiền của Kim Cương Thừa. Phương pháp ngồi thiền của nhà Phật phải chính tâm từ mũi cho đến ngón cái và núm rốn của chúng ta. Không cố gắng hướng ngực, không cố gắng gồng quá về ngực, mà ngồi một cách rất tự nhiên, hết sức tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi và tìm hiểu bí mật của việc làm thế nào đó để ngồi không bị tê chân. Khi chân của chúng ta bị tê, nó nằm ở vùng thắt lưng này. Làm thế nào để ngồi thiền từ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ mà không xảy ra bị tê? Thì bí mật nằm ở những đốt sống thắt lưng của chúng ta ở đây. Khi năng lượng bắt đầu tập trung rất cao ở lớp da số 3, bắt đầu năng lượng hướng dần lên tủy sống, thì bước ách tắc đầu tiên là do bị chèn ép các dây thần kinh và các đốt sống thắt lưng của chúng ta. Lúc này để giảm thiểu tê chân của chúng ta, chúng ta sẽ co núm rốn của chúng ta lại, co núm rốn lại. Sau đó lại nhả núm rốn ra. Gồng thắt lưng của chúng ta ở đây lên một chút. Dùng lực và ý nghĩ của chúng ta đẩy thắt lưng ra phía sau một chút. Co núm rốn lại, đẩy thắt lưng ra một chút. Sau đó lại thả thắt lưng ra. Bắt đầu tạo thành một hơi thở ở khu vực trung tâm giữa cơ thể của chúng ta ở đây. Cứ co núm rốn vào, đẩy thắt lưng ra. Thật căng và nín chặt lại, sau đó lại thả ra. Khi hệ thống thần kinh ở đây bớt đi sự chèn ép và lưu thông, thì chân của chúng ta lúc này sẽ không bị tê mỏi nữa. Bây giờ tiếp theo chúng ta hãy chắp tay của chúng ta ở trước ngực, xoa tay của chúng ta, mọi sự cọ sát sẽ tạo ra điện. Hãy xoa thật mạnh, trong lúc xoa này chúng ta nhìn thôi. Xoa thật mạnh để tạo ra một năng lượng thật sức và hút lên trên khuôn mặt của chúng ta nước tròn đều. Chú ý là hút ngược lên theo sống mũi và lên đến trên luân xa số 6 ở trán và hút ngược sang. Chú ý là vùng phản xạ của hai bên mũi của chúng ta sang bên đuôi lông mày là vùng phản xạ của bộ phận sinh dục của nam và nữ. Khi chúng ta mướt xoa như vậy sẽ giúp trẻ hóa làn da, tăng tuyến nội tiết, tuyến hormone sinh dục nam và nữ, làm cho cơ thể của chúng ta trở nên trẻ trung hơn. Hút ngược theo sống mũi hít vào và thở ra là chúng ta vuốt sang hai bên thái dương. Chúng ta chú ý khi vuốt lên, huyệt nghinh hương ở hai bên mũi, huyệt tình minh ở hốc mắt, huyệt ấn đường và ra huyệt thái dương ở đuôi lông mày. Chúng ta chú ý một chút, huyệt nghinh hương làm thông lên, huyệt tình minh ở hốc mắt ở đây, và huyệt ấn đường tại đây, và huyệt thái dương tại đây, và huyệt nhĩ môn tại đây. Hãy làm thông thoáng hết toàn bộ khuôn mặt của chúng ta bằng một chuỗi các huyệt đạo như vậy.
Sau khi đã xoa xong các huyệt đạo trên khuôn mặt của chúng ta xoa huyệt đan điền ở núm rốn, vén áo của chúng ta lên, úp huyệt lao cung vào huyệt đan điền, sau đó xoay thuận chiều kim đồng hồ, và lại đảo ngược lại chiều kim đồng hồ, đảo ngược lại chiều kim đồng hồ. Bước tiếp theo hơi cúi xuống một chút, chúng ta vuốt thận của chúng ta từ bên trên xuống, vuốt thận từ bên trên xuống, vuốt xuống. Không được vuốt ngược lên mà chúng ta vuốt xuống có lực, chúng ta chú ý là có lực, vuốt mạnh xuống, vuốt mạnh xuống, cúi xuống một chút, ấn mạnh mướt xuống. Bây chúng ta dừng lại một chút, dùng các ngón tay của chúng ta mướt đến tận đuôi luân xa số 1 của chúng ta, ấn lại vào luân xa số 1 của chúng ta, vuốt xuống từ thận du, chúng ta vuốt mạnh xuống và ấn vào đuôi xương cụ của chúng ta, giữ lại một lúc. Kết thúc bài tập của chúng ta tại đây. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một trong những bài tập vô cùng nổi tiếng và cổ xưa của yoga. Nó rất có tác dụng cho tâm trí, sức khỏe và sự cân bằng về thể xác của chúng ta. Asana rắn hổ mang mà chúng ta tập luyện được mệnh danh là vàng của tất cả các asana. Và tư thế ngồi hoa sen của chúng ta tại đây nằm trong chuỗi các kim cương của các asana. Tại sao như vậy? Tại vì tác dụng rất ngắn gọn của những động tác mà chúng ta tập luyện đem lại cho chúng ta những hiệu quả hết sức thiết thực. Sự thiết thực đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là khi chúng ta tập luyện tư thế trao dài, tư thế rắn hổ mang và tư thế cầu vồng, chúng ta luôn luôn tác động đến hai quả thận của chúng ta. Khi thận của chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta biết rằng y học đã phát hiện ra được một người có thận khỏe mạnh thì có tinh thần cực kỳ là vững vàng, cơ bắp luôn luôn săn chắc và cơ thể luôn luôn cân đối. Một người có thận suy yếu thì tính tình hay nóng giận và cáu giận thất thường. Một người có thận khỏe mạnh thì người đó luôn luôn giữ được sự bình tĩnh. Thận duy trì sức mạnh cơ bắp của chúng ta. Hơn nữa, bài tập này tác động đến những huyệt đạo liên quan đến phổi, đến hệ thần kinh vai gáy của chúng ta, cân bằng năng lượng trong cơ thể của chúng ta, cho nên nó giúp rất tốt cho nhịp thở của chúng ta nữa. Đặc biệt, khi chúng ta tập xong, chúng ta dùng tư thế ngồi thiền hoa sen như vậy, thì chúng ta đã tạo nên một kết nối năng lượng và hướng năng lượng đó lên theo tủy sống của chúng ta. Dần dần quá trình tập luyện lâu dài, chúng ta đạt đến sự hợp nhất giữa thể xác và tinh thần bằng bài tập ngắn của yoga, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên và liên tục. Tôi khuyên các bạn mỗi buổi sáng thức dậy nên tập bài tập này 5 phút, nghĩa là chỉ ngân lại động tác các bạn lặp đi lặp lại trong 5 phút. Trước khi đi ngủ, các bạn nên tập thêm 5 phút nữa, mỗi ngày chỉ cần 10 phút.